Vâng ạ, một tràng tay thân lớn dành tặng cho nữ chú hôn ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn chị rất nhiều. Một tinh thần rất là vui tươi, rất là phấn chấn không ạ? Vâng ạ, MC chỉ được dám nói là bà mẹ chồng tương lai thì chứ còn nói bà nội lỡ mà có gì không phải, cô dâu cô trách chết. Vâng ạ, xin được cảm ơn chị. Và cùng trở lại với sân khấu âm nhạc thì vẫn còn phần biểu diễn và phần đăng ký của anh Sơn. Vâng ạ, xin được chào đón giọng ca của anh Sơn ạ. Vâng ạ, anh Sơn có trở lại sân khấu được không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, vậy thì đến giờ phút này thì tất cả các ca khúc đăng ký cũng đã biểu diễn hết. Và chương trình giao lưu của chúng tôi đến giờ phút này đây thì cũng đã thành công rất là tốt đẹp. Một lần nữa thì xin được thay lời cho gia chủ cũng như thay lời cho ông bà chủ hôn. Xin được cảm ơn tất cả các quý vị khách quý kính mến đã cùng có mặt với gia đình chúng tôi trong buổi tiệc thân mật ngày buổi tối ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn tất cả các ca sĩ đã chân thành vô cùng nhiệt tình đóng góp những ca khúc yêu thích của mình để tạo nên một chương trình giao lưu ca nhạc thật là thành công. Và một lần nữa thì xin được thay lời gia đình cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc tất cả quý vị khách quý chúng ta có một buổi tối thật là ngọt ngào hạnh phúc bên những người thân yêu. Xin được trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt.